Mời cộng đoàn cùng lắng nghe các bài đọc lời Chúa. Ngày 31 tháng 5, Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth, ca nhập lễ. Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời, đến mà nghe tôi kể, việc Chúa đã làm để giúp tôi. Bài trích sách ngôn sứ Sophonia Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion. Họ vang dậy đi nào, nhà ít ra en hỡi hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại. Thu địch của ngươi, ngươi đã để lùi xa. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi, chính là Đức Chúa. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. Ngày ấy, người ta sẽ bảo Jerusalem. Này Sion, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời. Đức Chúa thiên chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi ngươi là vị cứu tinh là đấng anh hùng vì ngươi chúa sẽ vui mừng hoan hỷ sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới ngươi vì ngươi chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội đáp ca giữa Sion, đức thánh của Israel quả thật là vĩ đại. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi. Tôi tin tưởng và không còn sợ hãi bởi vì Chúa là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi, chính người cứu độ tôi. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. Giữa Sion, Đức Thánh của Israel quả thật là vĩ đại. Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh người, vĩ nghiệp của người, loan báo giữa muôn dân, và nhắc nhở danh người siêu việt. Giữa Sion, Đức Thánh của Israel quả thật là vĩ đại đàn ca lên mừng Chúa. Vì người đã thực hiện bao kỳ công. Điều đó phải cho cả địa cầu được biết. Dân Sion, hãy mừng rỡ reo hò. Vì giữa ngươi, Đức Thánh của Israel quả thật là vĩ đại. Giữa Sion, Đức Thánh của Israel quả thật là vĩ đại. Tung hô tin mừng. Hallelujah! Hallelujah! Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, Mẹ thật diễm phúc, vì đã tin rằng chúa sẽ thực hiện những gì người đã cho mẹ biết hallelujah tin mừng chúa giê xu kitô theo thánh luca hồi ấy bà maria lên đường vội vã đi đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc juda bốn bà vào nhà ông zakaria và chào bà elizabeth bà elizabeth vừa nghe tiếng bà maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu chúa tôi đến với tôi thế này? Quá thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bây giờ bà Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen đức chúa thân trí tôi hớn hở vui mừng. Vì Thiên Chúa, đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn. Người đói thương nhìn tới. Từ nay, hết mọi đời. Sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi. Biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia. Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trị Israel tôi tớ của người. Như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót. Dành cho tổ phụ Abraham. Và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ ba tháng, rồi trở về nhà. Ca hiệp lễ Từ nay hết mọi đời Sẽ khen tôi diễm phúc Vì đấng toàn năng đã làm cho tôi Biết bao điều cao cả Danh người thật chí thánh chí tôn Bài đọc kinh sách ngày 31 tháng 5 Bài đọc một trích sách diễm ca Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây Kìa chàng đang đến nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi. Người yêu của tôi từ hồ Linh Dương, chẳng khác gì nai nhỏ. Kia chàng đang đứng sau bức tường nhà, nhìn qua cửa sổ, rình qua chấn sông. Người yêu của tôi lên tiếng bảo, Dậy đi, bạn tình của anh, người đẹp của anh, ra đây nào. Tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa chấm dứt đã xa lắm rồi. Sơn Hà nở rộ hoa tươi và mùa ca hát vang trời về đây. Tiếng chim gáy văng vẳng trên khắp đồng quê ta. Vả kia đã kết trái non, vương nho hoa nở tỏa hương thơm lừng. Vậy đi, bạn tình của anh, người đẹp của anh, ra đây nào. Bồ câu của anh ơi, em ẩn trong hốc đá, trong vách núi chèo leo. Nào, cho anh thấy mặt, nào, cho anh nghe tiếng. Vì tiếng em ngọt ngào và mặt em duyên dáng, xin đặt em như chiếc ấn trên trái tim anh, như chiếc ấn trên cánh tay anh. Phải, tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiên. Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu. Sống còn chẳng tài nào vui lấp ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu Ác sẽ bị người đời khinh dễ bài đọc 2 trích bài giảng của thánh bê đa khả kính linh mục linh hồn tôi ngợi khen đức chúa thần trí tôi hớn hở vui mừng vì thiên chúa đấng cứu độ tôi qua những lời đó trước hết đức mẹ muốn tuyên xưng những ơn riêng chúa đã ban cho người cách đặc biệt sau là kể ra những ơn chung thiên chúa không ngừng ban cho nhân loại đến muôn đời Linh hồn ngợi khen Đức Chúa khi đem hết mọi tình cảm con người bên trong ra mà ca ngợi phụng sự Chúa. Khi tỏ ra luôn suy tưởng về quyền lực oai phong của Chúa qua việc tuân giữ các huấn lệnh của người. Thần trí hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ. Khi lấy làm vui vì tưởng nhớ đến một mình Chúa là đấng hóa công và là đấng ban cho niềm hy vọng được ơn cứu độ muôn đời. Những lời đó thật thích hợp cho mọi người hoàn thiện, nhưng đặc biệt thích hợp cho mẹ diễm phúc khi người tuyên xưng những lời ấy. Vì nhờ đặc ân là lùng mà người được cháy lửa yêu mến thiên liêng đối với đấng người đã hoan hỷ cưu mang trong thân xác mình. Người thật có lý để vui mừng một cách đặc biệt hơn các vị thánh khác trong Đức Giêsu, nghĩa là trong đấng cứu độ người. Vì người nhận biết đấng là tác giả ơn cứu độ muôn đời sẽ sinh ra trong thời gian bởi thịt của người, để trong cùng một ngôi vị duy nhất, Đức Giêsu thật sự vừa là con, vừa là Chúa của người bởi vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn, người không kể gì là do công trạng riêng, vì cho tất cả sự cao trọng của mình là do ơn của đấng tự bản tính vốn là quyền năng và vô cùng cao cả thường làm cho các tín hữu từ chỗ nhỏ bé thấp hèn nên mạnh mẽ cao sang. Đức mẹ còn khéo léo nói thêm, danh người thật chí thánh chí tôn, để khuyên nhủ thính giả và dạy tất cả những ai nghe được lời của người biết mau đón nhận đức tin và kêu cầu danh chúa hầu chính họ có thể thông phần sự thánh thiện muôn đời và ân cứu độ đích thực. Như lời ngôn sứ, phạm ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu độ. Đó chính là danh Đức Mẹ nói tới trong câu Thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Vì thế, trong hội thánh có thói quen rất tốt lành là hàng ngày mọi người hát thánh thi của Đức Mẹ khi nguyện kinh chiều. Nhờ đó tâm hồn các tín hữu vừa năng tưởng nhớ đến màu nhiệm của Chúa mà thêm lòng sốt mến vừa năng suy niệm các gương lành của Thánh Mẫu mà thêm vững mạnh trên đường nhân đức. Đọc như thế vào giờ kinh chiều thật là thích hợp, vì tâm trí chúng ta sau một ngày làm việc mệt mỏi và ngỗ ngang trăm mối, lúc sắp được nghỉ ngơi, có thể hồi tâm để cùng nhau suy gẫm. Hạnh Thánh ngày 31 sẽ không năm. Đức Mẹ thăm viếng. Trở lại thế kỷ 13 và 14, lễ này được mừng kính rộng rãi trong giáo hội để cầu nguyện cho hiệp nhất Lễ này được ấn định từ năm 1969 sau lễ truyền tin, ngày 25 tháng 3 và trước lễ sinh nhật Thánh Doan Tẩy Giả, ngày 24 tháng 6. Chúng như đa số lễ về Đức Mẹ, lễ này liên quan gần với Chúa Giêsu và công cuộc cứu độ của Ngài. Các diễn viên trong vở kịch thăm viếng là Đức Maria và Thánh Elizabeth. Tuy nhiên, Chúa Giêsu và Thánh Doan Tẩy Giả lấy kịch bản này theo cách bí ẩn. Chúa Giêsu làm cho Thánh Doan nhảy lên vì vui mừng niềm vui của ân cứu độ. Elizabeth, đây tràn niềm vui của Chúa Thánh Thần và nói những lời ngợi khen Đức Maria những lời còn vang vọng qua mọi thời đại. Thánh Elizabeth khen mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa có thể được coi là lòng sung kính đầu tiên của giáo hội đối với Đức Mẹ. Bài ca ngợi khen, Magnificat là lời Đức Mẹ tán tụng Thiên Chúa con xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn xin chúa chúc lành cho tất cả chúng ta amen